Một hình chữ nhật có chiều dài 14 mét, chiều rộng 10 mét. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật, tính diện tích hình hình vuông. Thì bước đầu tiên ta phải thuộc thứ nhất, đó là chu vi hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Nhớ dài và rộng phải cùng đơn vị đo. Tiếp theo, chu vi của hình vuông sẽ bằng cạnh nhân 4 hoặc là 4 nhân cạnh. Tiếp theo đó là diện tích của hình vuông sẽ bằng cạnh nhân cạnh hoặc là cạnh bình. Rồi, vậy để tính được diện tích hình vuông ta phải cần có cạnh, được chưa ạ? Vậy mình phải tìm ra được cạnh. Thì bước đầu tiên ta phải giải ra được là tính chu vi hình chữ nhật là ta lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2. 14 cộng 10 ra 24. 24 nhân 2 ra 48 mét. Sau đó tính cạnh hình vuông. Bởi vì chu vi hình chữ nhật bằng chu vi của hình vuông, vậy là chu vi hình vuông có nè. Muốn tìm cạnh thì chuyển số 4 này qua, nhân chuyển thành thành chia. Vậy lấy chu vi chia 4 ra được 12 mét. Khi có cạnh của hình vuông rồi, ta tính diện tích hình vuông. Diện tích hình vuông là ta lấy cạnh nhân cạnh ra bao nhiêu, comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn.